Vâng, thưa quý vị, theo Bộ Y tế thì hiện chi phí y tế từ tiền túi hộ gia đình đang chiếm khoảng 44%, con số này cao hơn hai lần khuyến cáo của WHO. À, vì sao mà lại có tình trạng này? Phải chăng người dân chưa tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Làm gì để người bệnh giảm chi tiền túi cho các dịch vụ y tế? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong chuyện tối nay, ngày hôm nay với khách mời là bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện đa khoa Sanh Pôn Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc đã nhận lời mời đến với chào buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng xin chào khán giả của chương trình VTC 14. Dạ. À, và thưa bác sĩ được biết là hiện nay thì tỷ lệ dân số đã có thẻ bảo hiểm y tế là khá nhiều. Tuy nhiên thì chi phí y tế từ tiền túi hộ gia đình lại chiếm đến 44% và đây là một tỷ lệ khá cao so với nhiều nước trên thế giới. Vậy thì điều này sẽ dẫn đến những hậu quả gì thưa bác sĩ? À, chúng ta hình dung rằng chúng ta đang phát động một cái phong trào là sống ở cái thời đại 4.0 nhưng dường như là những các cái ứng xử của chúng ta và đặc biệt là trong y tế chúng ta lại quay ngược trở lại là 0 .4. à, vừa mấy tuần trước thì có một cái cặp vợ chồng một cái bác bệnh nhân có gặp tôi nói rằng là bác sĩ ơi tôi có cái chỉ định siêu âm là bảo hiểm y tế nhưng bác chỉ cho tôi một cái chỗ nào siêu âm tốt nhất để vợ chồng tôi siêu âm thế tôi có giải thích cho bác ấy rằng nếu như mà bây giờ bác đi siêu âm bên ngoài thì bác sẽ phải mất gấp 4 gấp 5 lần số tiền như thế này, <laughs> tức là có thể lên tới 250.000, thậm chí là lên tới con số lên tới cao hơn. Thế bác bảo không tôi sẵn sàng tôi chi, bởi vì tôi xác định rằng vợ chồng tôi một tháng sẽ một năm sẽ bỏ ra là 7 triệu để chúng tôi chi cho cái việc đó. Thế thì lý do tại sao như vậy? Chúng ta hình dung rằng nếu chúng ta siêu âm với cái giá 43.000 theo quy định Trần bây giờ thì chúng ta chỉ mua được một cái máy siêu âm khoảng 7-800 triệu. Nhưng mà nếu chúng ta siêu âm bằng một cái máy rất tốt lên tới 4 tỷ, 5 tỷ thì con số bệnh nhân đóng nó phải chênh lên tới 250 người, <laughs> cho đến 300 nghìn. Thế thì đấy chính là cái lý do mà người bệnh bắt buộc phải bỏ cái tiền túi ra bởi vì chúng ta đang thực hiện là y tế giá rẻ. Và khi y tế giá rẻ như vậy mà chúng ta áp dụng cho những cái người khám sàng lọc không sao nhưng chúng ta áp dụng với những cái bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh khó thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ mua được rất nhiều những cái điều rủi ro. Thế vì như vậy mà tôi cho rằng uh, cái vấn đề mà mỗi một năm người bệnh phải bỏ ra 43% để chi phí vào uh, thêm so với lại cái số mà mình được hưởng bảo hiểm y tế. Đây điều này nó phản ánh rằng cái hệ thống y tế, hệ thống bảo hiểm của chúng ta chưa thực sự là đứng về người dân và chưa làm cho người bệnh được hưởng những các cái dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất và để mua được cái an toàn thì bắt buộc người bệnh phải chi thêm tiền túi. Dạ. À, bên cạnh những cái điều bác sĩ vừa chia sẻ thì cũng có những bệnh nhân mặc dù là họ có thể sử dụng những cái dịch vụ à được chi trả bằng bảo hiểm y tế ở tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Tuy nhiên thì họ lại lựa chọn cách thức là họ đi sử dụng dịch vụ đó bên ngoài. Vậy thì liệu phải chăng là người dân chưa tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế nên mới xảy ra tình trạng như vậy hay không ạ? thưa bác sĩ? À, bởi vì tôi vừa mới nói là chúng ta đang duy trì cái hệ thống y tế giá rẻ. Dạ. Vậy thì tất cả các cái trang thiết bị, tất cả những các cái tiền công, tiền nhân lực, tiền mà cơ sở vật chất tức là có 7 hạng mục để chi trong cái giá của viện phí thì chúng ta đều ở uh, một cái giá thấp nhất có thể. Thế khi giá thấp nhất có thể như vậy thì đương nhiên chúng ta không thể đòi hỏi được một cái chất lượng dịch vụ cao. Thế thì uh, tôi vừa mới phân tích đấy là uh, giả sử chúng tôi khám 100 bệnh nhân thì có 3 bệnh nhân bị bệnh. Thì 97 bệnh nhân kia thì có thể là chấp nhận cái dịch vụ giá rẻ đó được. Nhưng với 3 bệnh nhân đó thì câu chuyện nó lại là khác. Câu chuyện là ba bệnh nhân đó có khi người ta phải bán cả gia sản người ta đi để người ta chữa bệnh. Thì cái điều này chúng ta đang đi ngược lại với lại cái quy luật của thế giới. Thì cái điều này nó cũng thể hiện rằng người dân chưa thực sự tin tưởng vào cái hệ thống y tế giá rẻ của Việt Nam. Dạ. À, rõ ràng trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ muốn giảm cái tỷ lệ phần trăm, 44% đó xuống thấp hơn. Và mục tiêu của Việt Nam đó là giảm tỷ lệ chi trả chi phí y tế từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ xuống còn 30% vào năm 2030 tới đây. Vậy theo bác sĩ thì mục tiêu này liệu có khả quan hay không? À, tôi cho rằng là vấn đề chúng ta có làm được có làm hay không thôi yeah. còn một khi quyết tâm thì chúng ta làm được bởi vì không phải rằng việt nam chúng ta đặt ra các mục tiêu để làm mà toàn thế giới những cái nước có nền y học phát triển ví dụ như tôi sang đến châu âu tôi sang đến các cái nước mà bắc âu thì tôi không thấy rằng người bệnh phải bỏ tiền túi ra để chi phí vào những cái y tế thế và người ta rất yên tâm với cái hệ thống y tế của nhà nước của các cái bệnh viện có nghĩa rằng là chúng ta đặt ra mục tiêu thì tôi cho rằng con số có thể 30% có thể 40% có thể 50%, thậm chí chúng ta đặt ra một cái mục tiêu 100% nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái mục tiêu đó. Yeah hiện nay thì Việt Nam đang áp dụng theo hình thức là chi trả theo dịch vụ có nghĩa là à, bệnh nhân dùng dịch vụ nào thì sẽ trả tiền cho cái dịch vụ đó. À, có ý kiến cho rằng phương thức này thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là gia tăng chi phí à, do các cơ sở y tế thì luôn cố gắng là à, sẽ cung cấp thật nhiều dịch vụ để lấy tiền từ bảo hiểm y tế. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? À, quan điểm của tôi là một cái người mà thực hành khám chữa bệnh hàng ngày thì tôi thấy dường như là chúng ta vẫn đang chú trọng vào căn bệnh và không đi vào vấn đề người bệnh. À, tôi phân ra làm hai yếu tố là yếu tố căn bệnh khác và yếu tố người bệnh khác à, tôi lấy ví dụ này một bệnh nhân đi khám về sàng lọc về ung thư vú chẳng hạn thế thì họ vào họ có thể là siêu âm một cái ban đầu là 43.000 nhưng sau khi mà có tổn thương thì họ phải đóng tiền để đi siêu âm đốt le mạch máu, phải đóng tiền để đi siêu âm 3D, phải đóng tiền đi siêu âm đàn hồi mô. Tức là cái con số của người có bệnh thực sự thì nó đội lên rất cao. Thế thì tại sao chúng ta không thu một cái giá cố định Chúng ta thu một cái giá cố định tôi lấy ví dụ thay vì chúng ta thu 43.000 thì chúng ta thu hết hơn gấp 5 lần đi. Gấp 5 lần thì có nghĩa là gì? Nếu 43.000 ta chỉ mua được cái máy 800 triệu, nhưng chúng ta thu gấp 5 lần thì chúng ta sẽ mua được cái máy 4 tỷ. Thế 4 tỷ đó thì có 97 bệnh nhân đã đóng tiền để giúp cho 3 bệnh nhân có bệnh thực sự và người ta không phải lo bán nhà đi để người ta điều trị bệnh. Do vậy chúng ta ở đây chỉ cần có một cái chút điều chỉnh về cái mặt giá thu và y tế ở đây chúng ta không lấy cái cơ chế của quy chế quy luật kinh tế thị trường để áp vào y tế được mà chúng ta ở đây lấy giá trị nhân đạo giá trị nhân đạo là những người bệnh khỏe mạnh những người mà chưa thực sự có bệnh thì sẽ cùng nhau đóng góp vào đó để giúp cho những bệnh nhân có bệnh người ta thực hiện được những các cái kỹ thuật cao và chúng ta thu một cái gói dịch vụ thay bằng chúng ta cứ chỉ định aabb các thứ như thế này để chúng ta thu tiền thì tôi cho rằng chúng ta đang chú trọng tới căn bệnh mà chưa thực sự chú trọng tới người bệnh đó cũng là một giải pháp rất là hay ạ, à. bởi vì là với cái giải pháp như thế thì người bệnh khi mà sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế cũng sẽ được sử dụng dịch vụ với chất lượng cao hơn và bên cạnh đó thì những cái căn bệnh mà bây giờ hiện tại bảo hiểm y tế chưa chi trả được thì cũng sẽ có khả năng chi trả cho những người thực sự họ cần trong tương lai đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ giải pháp nào quan trọng nhất để chúng ta có thể giảm được cái mức chi tiêu cho y tế từ tiền túi của người dân Việt Nam và ngành y tế thì nên thực hiện như thế nào? À, cái giải pháp của tôi ở đây là chúng ta phải học các nước người ta đã làm. Dạ các nước đã làm là gì là người ta phải làm thế nào đó bảo hiểm y tế thực sự khoa học và bảo hiểm y tế để phục vụ người bệnh. Muốn vậy thì người ta phải thu đủ. Thế và thu đủ thì tôi lấy ví dụ như là Thụy Điển, họ quy định rằng nếu như một cái người trong một năm đó đi khám bệnh mà không phải nằm viện thì sẽ phải đóng một cái mức tiền gọi là đóng 100% Thế do vậy là sẽ có 100 người cùng đóng tiền để chi trả cho ba người bị bệnh khi vào viện điều trị thì ba người đó sẽ yên tâm không phải chi trả một khoản tiền nào. Đấy là cái cách thứ nhất. Thì với cái mà thu tiền ban đầu như thế 100% thì cũng tránh cái lợi dụng bảo hiểm. Chúng ta thấy rằng có những người cứ đầu tháng là vác sổ đi để khám bảo hiểm Được. lấy thuốc, sau đó đem về có khi vứt đi hoặc đem ra các hiệu thuốc. Đây là hình thức lạm dụng bảo hiểm. Bởi vì chúng ta đang cao bằng với một cái giá rẻ. Nếu chúng ta thu tiền cao lên người ta sẽ không làm cái việc đó nữa. Cái việc thứ hai là chính phủ Thụy Điển họ thu ở những cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là từ thuế thu nhập cá nhân người ta trích ra một cái phần trăm rất lớn cho bảo hiểm y tế. Từ thuế thu nhập doanh nghiệp những cái khoản thu nhập doanh nghiệp cũng phải trích ra một khoản rất lớn. Thế rồi từ các cái nguồn đóng góp của xã hội, từ các cái quỹ bảo trợ xã hội cũng như từ cái nguồn ngân sách của nhà nước. Thế thì khi có một cái số tiền đủ lớn thì chúng ta sẽ chi đủ, đủ cho người dân. Chứ nếu chúng ta chỉ quy định vào cái số lương hiện nay như Việt Nam đang thu thì tôi cho rằng bảo hiểm có giỏi đến mấy chăng nữa và ngành y có giỏi đến mấy chăng nữa chúng ta không giải quyết được cái bài toán về vấn đề nâng cao chất lượng y tế cho người dân và chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi y tế giá rẻ để mua được nhiều những các cái rủi ro cho người bệnh cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tấm thẻ bảo hiểm y tế nó thực sự là sẽ có giá trị hơn nữa với những người sở hữu nó thay vì việc là chúng ta sở hữu theo cái dạng là mình đang bị ép buộc là sở hữu bảo hiểm y tế mà thực sự là bảo hiểm y tế sẽ có ý nghĩa hơn nữa cho người dân trong việc khám chữa bệnh và cũng tránh cái tình trạng là một người trong vòng một tháng có thể đi khám đến 100 lần bảo hiểm y tế để trục lợi. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta À, sẽ có hy vọng nhiều hơn vào bệnh y tế trong tương lai một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ trần văn phúc đến từ bệnh viện đa khoa sanh pôn thành phố hà nội à, thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại